tại đây không? Mấy hộ dân lại một nào sống trên cái hồ này. Đó,
nhưng mà giờ khi đó có một cái khi đó có một cái trận động đất rất lớn ở miền Trung Đài Loan này, Việt Nam mình xuống đấy, vậy cái hộ gia đình không còn đất đi không nữa, bây giờ biết là thấy cái trên đầu chớp trên núi lên cái chớp rồi, như những giờ thật cái chớp rồi tạo giữa núi xuống, bây giờ còn cái chớp rồi thấy hai cái mùi khác không, hai cái mùi hình tượng đó là hình tượng linh thiêng của dân tộc Thao. Hỏi như vậy là cái đó, sao mà bà nói là tư dân mà nói là sao?